Thưa quý vị, vụ cháy ngày 26 tháng 10 tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội khiến 3 người chết, 1 người bị thương tiếp tục là lời cảnh báo đối với loại hình thu gom phế liệu. Kiểm tra thực tế cho thấy, những điểm thu gom phế liệu này len lỏi khắp ngõ phố, hầu như điểm nào cũng có nguy cơ cháy nổ. Tuy nhiên, việc tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy vẫn còn nhiều hạn chế, khiến nguy cơ cháy nổ tại đây luôn thường trực. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Đây là hiện trường vụ cháy căn nhà tạm, nơi để thu mua phế liệu ở thôn Văn Điển, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Và chiều tối ngày 26 tháng 10 vừa qua, vụ hỏa hoạn đã khiến cho 3 người chết, 1 người bị thương. Theo Công an Hà Nội, bước đầu xác định thời điểm xảy ra vụ cháy, gia đình này sử dụng máy chuyên dụng ép phế liệu thì ép phải bình xịt tóc dẫn đến phát nổ, bén lửa gây ra cháy. Trước đó, trên địa bàn cả nước đã xảy ra rất nhiều vụ cháy liên quan đến kho bãi chứa phế liệu. Vào ngày 19 tháng 3 năm 2016, ở Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, một người đàn ông thu gom phế liệu trong quá trình cưa bom đã phát nổ, gây thiệt hại nghiêm trọng, khiến 5 người chết, 10 người bị thương và hơn 200 ngôi nhà bị hư hại. Ngày 3 tháng 1 năm 2018, một vụ nổ kinh hoàng tại kho phế liệu ở thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, làm chết 2 người, làm bị thương 9 người, làm sập 5 ngôi nhà kế bên. Thu mua thì nhiều cái mà trong những cái hộp kín ấy, ý là như thế thì mình không biết thì mình sẽ đập phá thì nói chung là nó cũng bị nguy hiểm. Nhưng mà mỗi lần cô mua thì cô phải cũng phải xem xét và thử trước khi sử dụng để làm. Còn đây là một cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Mỗi ngày thu mua hàng tấn phế liệu, nhiều nhất là nhựa, một chất liệu dễ bắt cháy. Thậm chí, phế liệu còn được chất cao khoảng 5 mét, bịt cả lối thoát nạn. Cái bình chữa cháy kia thì nói chung là cái lúc đấy là tôi mà ấy con trai hay là có người đàn ông ở đấy thì là tôi cũng nhờ trước tiên. Nếu mà không có thì mình cũng lại làm sao mà ý hoái là làm bằng được thì thôi. Đối với cơ sở kinh doanh phế liệu thì cái sự hiểu biết hay là cái sự cảnh giác của người ta là cũng chưa nắm được hết rõ về cái tầm quan trọng và cái sự tác hại nguy hiểm đối với cái cháy nổ xảy ra, nên là họ cũng còn có cái khi lực lượng xuống cũng còn né tránh, không muốn phối hợp. Nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở thu mua phế liệu đã thấy rõ. Dù lực lượng chức năng đã có nhiều giải pháp tuyên truyền nhắc nhở, nhưng một bộ phận người dân vẫn thờ ơ và chủ quan. Ý thức và trách nhiệm của chủ nhà, chủ cơ sở và người làm việc trong các cơ sở này thì gần như không được quan tâm về cái tập huấn tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy. Cho nên là cái nguy cơ cháy nổ ở các cơ sở này là rất cao và cũng có nguy cơ rất lớn là dẫn đến cháy lan trong khu dân cư và ảnh hưởng đến tính mạng cũng như là tài sản của nhân dân. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cảnh sát phòng cháy chữa cháy khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt nhang, đèn cầy, đèn dầu, hút thuốc lá, đốt vàng mã trong nhà, không tàng trữ sử dụng trái phép các chất có nguy hiểm cháy nổ như xăng dầu, cồn, ga và hóa chất dễ cháy khác ở trong các điểm thu mua phế liệu. Đối với hàng hóa trong các điểm thu mua phế liệu, phải được sắp xếp bảo quản theo từng loại, có cùng tính chất, cùng đặc điểm, cùng phương pháp chữa cháy giống nhau. Hàng hóa để trên bục kệ, giá gọn gàng, vững chắc, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các thiết bị, dụng cụ sử dụng điện, đường dây dẫn điện.